còn em thì sao? Anh là em còn em từ ngồi lấn lơ nhìn khuôn mặt, nghe câu đó anh ngưỡng mộ quá nên anh mới sợ vơ vơ. Để chờ đôi mắt ngoan anh nhìn lại gồng bó sang từ phương đôi mắt mơ, anh đã cô đơn thế nên nặng nề mẽ hơn. Cô đơn thế nên nặng nề hơn vì em sợ cô đơn là khi những môi.